Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ máy và Chris Phan cùng với luật sư Đinh Năng Nguyễn và Michelle đổ trở lại với quý vị. Và khi mà chúng tôi nói lại cái lý luận Sài Gòn thì chúng ta nói có những cái điều rất là đẹp, có những điều rất là tích cực, nhưng chúng ta không thể phủ nhận có những cái điều tiêu cực, hình ảnh tiêu cực nó cũng xảy ra. Và cái văn hóa của lý luận Sài Gòn chúng ta bắt đầu nó mai một một cách nó không còn nó nhẹ nhàng, nó dễ thương nhiều giống như ngày xưa nữa. Và rất là nhiều người lạ đến đây, thì theo Michelle và Dina Nguyễn thấy cái lý luận Sài Gòn nó change không? Cái điều thứ nhất mình thấy change là hồi xưa mỗi người họ đi nhà thờ hay đi chùa, mỗi cuối tuần mình cũng nghe bạn là một là họ đi nhà thờ hay là đi chùa. Nhưng mà bây giờ mình thấy là cái số người đông hơn, nhưng mà cái số người đi nhà thờ hay chùa nó vẫn y hệt như vậy, nghĩa là người cũ vẫn là như vậy, nhưng mà người mới họ không có tham gia vào chùa hay là nhà thờ nhiều. Không phải là mọi người, nhưng mà một số đông không có đi nhà thờ hay đi chùa. Thì bởi vậy họ không có cái sự mà gắn liền với lại cộng đồng một cách mà nó gọi là thân thiện một cách mà, tại vì nhà thờ với chùa làm cho mình những cái đạo đức. Đúng. Thì họ có thể có nhiều khi không có gắn liền với những cái sinh hoạt. Theo Michelle sao? Michelle thì Michelle có cái nhìn tương đối là nó tích cực hơn một chút. Thì Michelle nghĩ là một cái thành phố, ở một cái quốc gia mà mình tới đây để mình định cư, mà mình trong một cái thời gian bao nhiêu năm đó mà mình tạo thành một cái nước Việt Nam nhỏ bé trong cái thành phố Little Sài Gòn như vậy đó, rồi một cái bộ lạc giống như rồi dần dần đó là dân số Việt Nam về đây đông hơn. Một số đó là từ cái tiểu bang khác dọn về là tại vì họ yêu cái khí hậu ở đây và những cái thuận tiện, những cái món ăn Việt Nam thuần tí này kia ở đây. Và cũng có một số là họ định cư từ Việt Nam qua đây. Thì mình nói tới cái số người định cư đó thì cũng có nhiều thành phần. Thành phần thứ nhất là những người đoàn tụ cùng gia đình ở đây, và một thành phần thứ nhì là lập gia đình với những người đã sinh sống ở đây lâu rồi. Nhưng mà cái thành phần thứ ba thì để cho Chris nói. Vâng, và như Michelle và Dina cũng nhìn thấy rõ cái điều đó rất là hay, hai cô phụ nữ mà cũng có cái nhìn tinh tế về cái sự thay đổi, nó thay đổi của cái mình gọi là cái culture, là cái văn hóa của chúng ta ở tại Little Sài Gòn mà chúng ta đã build được, xây dựng được 44 năm, nó rất là mạnh mẽ và bắt đầu chúng ta thấy nó bắt đầu bị một mai. Cái thứ nhất là cái số người mà định cư không phải là những cái người mà bảo lãnh gia đình, không phải là những người mà cưới hỏi từ ở đây, cái số đó rất là ít. Nhưng mà cái số mà thành phần thứ ba là những con ông cháu cha của Việt Cộng, lãnh đạo Việt Cộng mà nhập cư vô đây bằng đường gì đầu tư và đem tiền tham nhũng và đem tiền hối lộ, và nó sống trên cái xương máu của đồng bào chúng ta ở trong nước đó, và nó đem qua bên đây. Thì những cái lớp người đó rất là đông nha. Cái lớp người đó là gấp 5, gấp 7 lần cái lớp người mà bảo lãnh đoàn tụ. Bây giờ đoàn tụ nó ít rồi, nó còn nhiều nữa. Tại chúng ta đã đoàn tụ rồi, phải không? Cái thời mà ODP, phải không? Yeah. ODP đã nhiều rồi. Cái đó thời đó là thập niên 90 đó. Bây giờ là toàn là những người ở Việt Nam qua, mà những cái thành phần của mình nói rõ ràng đó là lãnh đạo Việt Cộng, con ông cháu cha của lãnh đạo Việt Cộng qua đây. Thì cái thành phần đó có những đứa con nó rất là ma mánh, và cái bản chất của nó ma mánh như vậy. Bây giờ nó qua đây, quý vị thấy vào những nhà hàng mà ban đêm là nói tiếng Bắc, mà Bắc ở Hà Nội nó ồn ào vô cùng, và nó mình không dùng chữ hỗn láo nhưng mà nó không có ý anh thân nói thiệp. Là bây giờ cái culture mà cách giao thiệp đó, khác giao hồi thiệp xưa nó hồi xưa khi mình vô một cái nhà hàng nhẹ nhàng, mình nói rất là nhỏ để cho người bên cạnh không có nghe được mình, nhưng mà cái culture bây giờ họ muốn mọi người nghe là họ nói cái gì. Dạ vâng, phải không? Thì ở Việt Nam đó, ở Hà Nội hay ở Sài Gòn mà mấy người mà Bắc đó, mà Bắc 75 đó, mình nói Bắc con cháu cha Việt Nam đó, là nó sống một cách rất là thác loạn quen rồi. Bây giờ nó sống không được bên đó, cha mẹ của nó phải đẩy nó qua bên đây liền, chứ nó sợ bị ảnh hưởng đó. Thì cái bản chất của nó không được cái tu tâm dưỡng tính của cái sự ý thức từ nhỏ.
cho nên nó qua bên đây. Bây giờ mình lái xe, hồi bữa trước Chris rồi vô tình thôi, Chris lái xe ở chỗ cái đường Busha và đường Bosa, thì mình thấy mình đi từ từ mình thắng lại, thì chờ đèn không là nó bấm chèn lắm lắm liền đó. Mình quay lại mình thấy là kỳ vẫn bắt đầu nó quay cửa, nó nói tiếng Bắc liền, ở cái giọng miền Bắc liền, và nó chữ ép nha, nó chữ ép nha đó. Mình thấy là cái đó nó bị ảnh hưởng cái văn hóa. Mà anh à, những người con cháu cha đó đâu phải ai cũng nói tiếng Bắc đâu. Không, mình là đa số nha, đa số những cái chức vị mà quan trọng lớn thì tụi Bắc Kỳ nó qua nó với mình cũng xin nói thêm là trong những cái thành phần mà anh nói là con ông cháu cha đó, có những người có tiền, nhưng mà cộng đồng mình cũng phải nói là có một số họ không phải con ông cháu cha, nhưng mà họ làm việc buôn bán ở bên Việt Nam từ xưa đến nay, từ hồi sau 75 họ là người miền Nam, và họ tự túc, họ phải trải qua những cái khó khăn vì họ là con, người ta gọi là con của người cải tạo hay là con của những người ở trong Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Nhưng mà làm sao mà họ giỏi, bây giờ họ làm ăn, đầu tư rồi mua bán đất, bây giờ Việt Nam rất là hot, thì bây giờ họ có tiền, bây giờ họ là những người họ muốn không bị Cộng sản lấy, như hồi xưa Cộng sản thấy có tiền là Cộng sản lấy chứ gì, thì họ kiếm cách để họ đưa con họ qua, và họ qua luôn, họ không muốn trở về Việt Nam nữa. Thì mình có những cái thành phần đó luôn, thì những hình như thành phần đó là những cái thành phần trước 75, nên cái văn hóa của họ, cái cách cư xử của họ cũng hơi giống mình, phải không? Như mình phải phân biệt là việc những cái người mới này cũng có những cái thành phần đó. Mình nói chung thôi chứ không có tuyệt đối. Mình không thể tuyệt đối. Mình nó gọi là quê rửa cả năm không có. Chỉ cũng có những người Bắc họ sống, họ hội nhập cái văn minh, nhưng mà đa số cái lớp trẻ bây giờ nó, mình dùng chữ lâu cá đó, mấy ông nhóc lâu cá lắm. Vâng, hay là vì có tiền nhiều quá. Với lại ở Việt Nam á, ai mà con cháu ta hầu, nó gì, nó được cung phụng và nó được nể sợ. Cho nên nó khác, và nó sống bên đây nó khác. Bên Việt Nam là mình phải describe cái culture là culture cậu hai, cô hai. Nói về một khía cạnh của cái chuyện mà Chris vừa nói đó, thì có thể là luật sư Dina Nguyễn trở lại cái chương trình một ngày nào đó. Để chúng ta nói về cái luật Magnitsky được không? Magnitsky. Magnitsky. Cái đó là một cái vấn đề mà mình nên đào sâu thêm để cho nhiều người biết về cái luật Magnitsky. Thì hồi xưa chị Michelle cũng giải thích cái đó một lần rồi. Thì cái đó cũng là cái thơm mới mà cộng đồng đồng. Chính vì vậy mà chúng ta thấy những cái người mà tị nạn cộng sản mà sau này đó, mà không phải là vượt biên như chúng ta, như cái thời vượt biên chúng ta, mà những người mà đấu tranh và bị bắt ở tù rồi đó, họ được vinh danh giống như là, hình như mình nghe nói hôm qua hôm kia gì mẹ nắm là Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó được mời lên Tòa Bạch Ốc để nói chuyện với Tổng thống Trump. Tại Tổng thống Trump muốn gặp những người mà thật sự là nạn nhân của cái chế độ cộng sản đang hiện tại, chứ không phải là lúc trưa, tại lúc sao nữa. Tại sao? Là tại vì ngày hôm qua đó quý vị, ngày 7 tháng 11 đó là ngày tưởng niệm cho những nạn nhân của chế độ cộng sản. Chính vì như vậy, chúng ta thấy là mẹ nắm Quỳnh Như có xuất hiện ở Washington DC để gặp Tổng thống Trump. Cái đó cũng là một cái diễm phúc của cô. Cũng rất là nhiều người đấu tranh hơn cô mà không được cái dịp đó. Tại vì cô hên con cái là cái lúc mà bà Melania Trump về bên đó đó, thì bà lại tuyên dương được cái bằng tuyên dương cho cái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang ở tù. Cho nên bây giờ cái hồ sơ đó nó nằm ở trong cái Tòa Bạch Ốc. Nhưng người ta, những cái người làm ở trong Tòa Bạch Ốc chỉ biết bà đó thôi, chứ không biết những người còn bằng tội. Nhưng mà cái người đó sẽ cho Tòa Bạch Ốc biết là còn những cái người khác. Đúng. Nhưng mà có một điều đó, có một điều mình sao muốn chia sẻ là theo như cái cuốn phim mình sao có coi qua đó, là cái cô bé cháu gái, con gái của cô mẹ nào, cô Quỳnh Như đó, là người viết thư cho bà Melania. Bà Melania Trump. Cho nên đó là đó là một cái người con, lúc mà mẹ, một cái cháu bé nhỏ thôi mà cái tinh thần đấu tranh, và cô làm bằng mọi giá để mà được gần gũi lại với mẹ, và cô ta là mình người viết thư. Bây giờ đó
20 năm sau, mong rằng tụi mình sẽ có sức khỏe ngồi đây. Và mình tuyên đoán rằng cô bé gái đó sẽ là một vị luật sư tương lai. Hy vọng là mẹ cô ký giả, mình dùng ký giả đi, dùng cái bút danh là mẹ Nấm hoặc là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, biết được cái diễm phúc của mình, biết được cái hạnh phúc của mình sau khi ở tù, sau khi đấu tranh. Và qua bên đây hãy giữ tiếp cái ngọn lửa đó, đừng có bị ảnh hưởng chao đảo. Mà ở trong gần những năm, gần những tháng ngày gần đây là thấy mẹ Nấm có bị chao đảo một tí xíu. Và hy vọng giữ được cái lập trường đó, giữ được cái ngọn lửa đấu tranh đó tiếp anh, tục. Anh nói cô là người mới qua, cô phải có thời gian để cô hiểu được cộng đồng của mình. Cộng đồng mình là một cái cộng đồng nó có thể chao đảo một người, thì cô là một người rất là thông minh, một người có lý trí, cô phải cần thời gian thì cô sẽ thấy. Và lúc đó mình nghĩ là người ta sẽ không chào đón được cô. Tại vì khi một người làm việc mà chính thức á, họ thường họ đi vô dòng chính làm việc nhiều hơn là ở trong cái cộng đồng của mình. Tại vì trong cộng đồng của mình quá nhỏ nhoi, và cái giống như là cái mục đích nó cũng quá nhỏ nhoi. Khi mình làm ở bên ngoài cộng đồng, mình làm trong dòng chính thì cái mục đích lớn hơn và mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Thì mình nghĩ là cô mẹ Nấm này, cô Như đó, sẽ đi theo cái dòng chính. Nếu mà nói chữ nếu thì nó chữ nếu là không nói, không giả thuyết đi. Có dịp được lên trên tòa Bạch Ốc nói chuyện với là những nhà lãnh đạo như Tổng thống Donald Trump, Michelle nói gì? Tất nhiên là dù là một cái người công dân Mỹ và sống trên đất Mỹ rất là nhiều năm, nhưng mình vẫn còn mang trong mình một cái dòng máu người Việt Nam. Cho nên nếu mà Michelle có được một cơ hội để tiếp xúc với Tổng thống Trump, thì Michelle vẫn có một cái nguyện vọng là cho Tổng thống Trump nghĩ tới nước Việt Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa và cái chế độ tự do của nước Việt Nam. Đơn giản thôi, phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Quý vị biết là cái ngày hôm qua là ngày 7 là tháng 11 là ngày tưởng niệm những nạn nhân cho Cộng sản. Quý vị cứ biết nghe chữ Cộng sản nó ghê tởm lắm. Có nhiều người chửi, nói xin lỗi nha, chửi cha chửi mẹ không sao, mà nói nó là Cộng sản, mày là thằng Cộng sản, tự nhiên là hùng hổ lên liền. Tự nhiên là rất là tự ái. Tại vì họ không muốn được associate với tất cả mọi thứ gì trên đời này. Họ không muốn bị liên hệ gì tới cái đảng Cộng sản. Cái chữ Cộng sản hoặc là chữ Việt Cộng nó ghê tởm hơn là bất cứ điều gì ở trên đời này. Cho nên đừng bao giờ mà chụp mũ. Nếu người đó là người tốt, đừng bao giờ nói mày giống Cộng sản là người ta không chịu. Mày giống Việt Cộng là người ta không chịu. Thà chết chứ không chịu bị dính vào một cái tên Việt Cộng. Nhưng mà anh có thể có, mình không có nói tên ra, nhưng mà anh đã từng ở đây mấy chục năm rồi, anh có bao giờ thấy là có những người vô tình hay là cố tình, mình không biết, nhưng mà những cái hành động của họ nó giúp cho đảng Cộng sản không? Quý vị đừng rời mất, chúng tôi sẽ trở lại cái điều này. Và quý vị cứ nhớ là như trước khi mà hết cái phần 2 này, quý vị chỉ nhớ một câu là Cộng sản là một loại động vật đứng sau súc vật. Xin lỗi quý vị, và xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 3 nhé.